Đối với em thì sự lo lắng là hiển nhiên có, nhưng có thể thấy trên mặt em là sự sẵn sàng. What are you gonna do in the future? Are you gonna be okay? Con có thể dùng 3 tính từ chẳng hạn để miêu tả về các thầy cô. Nhiệt tình, chu đáo và quan tâm đặc biệt. Sự sáng tạo, vì con cảm thấy là những cái tiết học khi mà được áp dụng những cái phương pháp dạy mới thì nó tạo cho tụi con một cái niềm vui và cái sự hứng khởi khi mà bước vào một cái tiết học hơn. Cô hãy dùng 3 tính từ để miêu tả lớp của tụi con. Năng động này, sự thông minh này và đặc biệt là sự khéo léo. So in which moment do you feel the most proud about us? If I have to choose one, it's probably the first day that I walked into the classroom in grade 12. Everyone was so determined, everyone was so organized and ready and prepared, and I could really tell that this year you knew what you needed to do and you were going to achieve it. You had an amazing mentality and you kept that the whole year. Điều gì các con cảm thấy thích nhất khi học tập tại ngôi trường UTS này? Tất cả bạn bè, thầy cô đây đều rất là thân thiện và quan tâm đến học sinh. Cách tận tình của thầy cô, thì thầy cô trên cương vị là một giáo viên thì cũng là như là một người bạn luôn giúp đỡ em. Môi trường học tập sáng tạo, nó tạo cho em một cái động lực học và dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Our teachers, they are so friendly and generous. Okay, so maybe this is a hard question, but how do you think you have matured this year? I feel that I dare to reflect myself, dare to be strict with myself, to see what I have done wrong, to see my mistakes so that I can fix it. And be more responsible, more independent. Do you feel any pressure while teaching us for the past 3 years? Yes. So just like your parents, we also worry. What are you going to do in the future? Are you going to be okay? And did I do enough? So yes, there's a lot of pressure, but I also find it very exciting. I really do enjoy teaching. Với Mai Anh, Phương Anh, Hồng Anh và Xuân Thành là 4 học sinh mà mình là từ tỉnh lên. Cô có thể hỏi rằng trong suốt khoảng thời gian đó thì có điều gì động lại với các con hay không, hoặc bản thân mình cảm thấy mình trưởng thành lên ở khía cạnh nào hay không? Đối với con thì con cũng giống bạn Mai Anh, thì là con đã ở xa gia đình từ năm lớp 10 rồi. Còn có những cái chuyện thờ khó nói, những cái điều mình muốn tâm sự với bố mẹ, nhưng mà ở một mình không có người thân bên cạnh, không có ba mẹ bên cạnh, thì cái người đầu tiên mà con có thể chia sẻ chính là bạn bè của con. Ở đây con có bạn bè, có giáo viên, con cũng có thể coi là người thân. So it's almost the end of your UTS journey. What are the next steps in your future plans? That I always follow my rules, my ideals, that are to be a human, the real one, the real human. I will become a software engineer, and then next then I want to have a lovely family. Đối với em thì em sẽ có dự định là vào trường đại học mơ ước của mình để trở thành một nữ doanh nhân như bố của em, người mà em luôn luôn tự hào. Các con có đang cảm thấy có áp lực gì hay không? Đối với con thì con thấy kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là một cái kỳ thi mà bạn trẻ nào cũng phải trải qua trong đời một lần. Thì con có tâm lý rất là hồi hộp, nhưng mà con cũng đã sẵn sàng cho cuộc kỳ thi này sắp tới. Có quá nhiều kiến thức để mà em phải ghi nhớ cho cái kỳ thi sắp tới, nên là em cảm thấy khá là hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết mình để mà đạt được kết quả mà mình mong muốn. Một hành trình dài cũng đã đến lúc gặt hái kết quả. Chúc tất cả các bạn bình tĩnh, tự tin và đạt được thành công ngoài mong đợi. Cô Thanh chúc tất cả các bạn bình tĩnh, tự tin và làm bài hết sức mình. Yeah! Good luck guys for your exams next week. We are so proud of the work you've done. You've been working so hard. I hope you're looking forward to some big celebrations. Be bold, be brave, be your best. Good luck! Tôi tin rằng với những gì tốt đẹp nhất mà thầy cô và gia đình đã dành cho các bạn một năm vừa qua, thì các bạn sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
chúc các con sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Go ahead, try your best. Good things are waiting for you. Cô xin chúc các bạn lớp 12.1 sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Và cô sẽ luôn nhớ về các bạn với tất cả niềm tự hào và yêu thương. Thầy Sơn chúc các bạn 12.1 tự tin thành công với kỳ thi sắp tới. Thầy chúc các con sẽ tự tin để phát huy hết sở trường của mình để hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Chúc các con may mắn. Thầy chúc cho các bạn lớp 12.1 luôn bình tĩnh và hoàn thành tốt bài thi của mình. Thầy chúc các bạn tự tin khi bước phòng thi và hài lòng về bài làm của mình. Cố lên! Vào một cái chặng đường mới trong cuộc đời thì ba mẹ vẫn rất là mong và chúc con luôn luôn đạt được mục tiêu mà mình đặt ra, có cái kỳ thi mà thực sự là xuất sắc, vượt ngoài mong đợi, tự tin, bình tĩnh để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Xuân Thành ơi, cố lên, chúc tập thể lớp 12.1 bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Come and see for yourself how we grow talent with care. UTS, growing talent with care.